Với mong muốn giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường, nhóm nghiên cứu của thầy và trò trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã sáng tạo mô hình máy thu gom rác trên bề mặt nước. Sản phẩm được thử nghiệm tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Trong hơn một năm qua, ngoài thời gian trên giảng đường, anh Trần Ngọc Sơn cùng nhóm sinh viên khoa sinh môi trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng dành nhiều thời gian để nghiên cứu chế tạo thiết bị thu gom rác tự động trên mặt nước. Ý tưởng dự án xuất phát từ vấn đề ô nhiễm rác thải trôi nổi ở các cảng cá, hồ nước và hạ lưu sông. Điều này không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước, hệ sinh thái mà còn gây mất mỹ quan công trình, đô thị. Qua quá trình nghiên cứu, thiết bị thu gom rác thải nổi trên mặt nước của nhóm đã dần được hoàn thành với những tính năng, kích thước nhỏ gọn, vận hành tự động, liên tục, dễ lắp ráp, giá thành hợp lý, phù hợp với các dạng thủy vực thông dụng ở địa bàn miền Trung, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh đó, thiết bị không chỉ thu các loại rác thải có kích thước lớn, mà còn thu các loại viên nhựa có kích thước nhỏ, rác thải hữu cơ như lá cây, rong biển. Thì hiện nay nhóm đang nghiên cứu về cái này và cơ bản là cũng là hoàn thiện để thu gom. Thì kế hoạch của nhóm mình tiếp theo là nhóm mình sẽ tiếp tục hoàn thiện cái sản phẩm này cho nó hiệu quả hơn, bằng cách là nó sẽ không chỉ là gắn ở trên các cái câu cáng mà nó có thể là làm đến các cái pháo lớn và có các cái hệ thống pin mặt trời để mà có thể chủ động cung cấp điện cho nó hoạt động. Bên cạnh đó thì mình sẽ kêu gọi đầu tư từ những người mà họ yêu thích môi trường cũng như là mình có thể thương mại hóa những sản phẩm này. Cái máy mà thu rác ở âu thuyền á, trên mặt nước á, thì thầy trò trường sư phạm á, đã thử nghiệm rất là nhiều lần tại âu thuyền, và mỗi lần mà cải tiến á, thì cái công suất của máy nó lớn hơn. Khi máy mà đưa vào thực tiễn thì sẽ giúp cho cái việc mà thu gom rác thải trên mặt nước nó gặp nhiều cái thuận lợi hơn, đỡ phải cái công nhân công mà là ghe chèo vớt rác trong cái điều kiện mà tàu thuyền hoạt động. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống đang phát triển ở mọi lĩnh vực ngành nghề. Do đó, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên trong nhà trường. Những đề tài mô hình nghiên cứu của sinh viên ngày càng chất lượng, có tính ứng dụng cao, phát huy hiệu quả dưới nhiều hình thức và góp phần giúp cuộc sống tốt đẹp, văn minh, hiện đại hơn.